Đó là dì Hưng phải Dạ. không? Dì ở Hà Nội mà. Cái này là mua là ở luôn. Cái này chung với cũng Vâng, ấm cúng, sẽ kế đi. Cái này là ở thoải cái này mái luôn. nó chảy hết nước vào trên cái Không, cái kia này là luôn. cái này bên ban quản lý nó sẽ làm không À, sao. vậy Có cái phí bảo trì. con Cái này là mua là ở được liền, hỏi sửa xe. Chị nói là nhà chị có hết rồi. Cái này là đông đông bắc tây nam. Mát thế. Đông nam ở phía dưới tòa nhà đông nam.